Ây da. Hôm nay chưa nhóm chú Tư lên mé cái cây sờ cừ này các bạn. Sờ cừ nó nằm cặp cái bức tường nha, gần cái trụ điện. Trụ điện này nó đem ấy vô nha, cái đường điện dắt vô á. Ở dưới này có mấy cổng wifi nữa mà. Tàn cũng khá to nữa mà. Này hoành nó được chắc khoảng 120-130 mà. Cũng khá to. Cái này ở trường tiểu học nữa mà. Lúc này mưa gió hơi nhiều, ta mé bớt nha. Giờ anh Phương lên mà. Có không phải mé nữa. Ừ, lúc này bông điệp nó đang chỗ luôn, bông điệp rất là đẹp luôn. Quay lên YouTube đi ạ. Dạ. Bấm nguyên cái tục lớn hả? Thấy gì lớn lên trên cột đi. Ai? Đừng nhớ đây hả? Không lẽ không nói gì sao giờ mà nó đứt, nó không đứt mà nó vậy đó. Tưa hết rồi. Tưa.
Đoạn kéo máy lên kéo mày. Bên này nó có cái phẳng trống nha mày. Bên này nó có phẳng trống cho nên dễ chú Tư ông kéo chằng qua đây cho nó rớt nguyên lớn luôn nha. Khiếp cái đọt luôn các bạn. Quả trời cái đọt này to nha. Trống luôn các bạn. Anh phải bấm cái đó nghe nhỏ luôn Phương ơi. Nguyên cái đọt lớn luôn. Dưới này thì anh Tâm với cái Tư bầm nghe các bạn. Yêu cầu hổm của cái anh gì anh ấy mình hôm nay mình quay xuống đây cái người ta xả tài luôn, cái xả nhỏ nhỏ ra hết để cho kéo ra đó, còn mấy cút lấy mấy cái cút ra mà nó cũng khá to nhỉ. Anh Thương anh ra ngoài luôn nhưng mà ra để anh bầm cái nhánh này luôn. Cái cọng dây điện nhưng mà nó ra ngoài đó nó bồng hết luôn nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gì là xả ra cũng rất là lâu nhưng mà cho nên thường thường lúc trước mình ít quay là vậy. Hôm nay có anh quay cho các bạn xem. Tôi dọn nhánh nó như thế nào nhé. Cho nên anh Phương tiếp tục anh cắt mấy nhánh này không ạ. Anh là cộng dây điện, điện lớn là kéo vô. Đây chú Tư Dương Tăng vẫn tiếp tục cắt cái này. Nó cắt khúc gì hết luôn. Xuống đây. Oh,
cái nhánh nó nhỏ nhưng mà nó rất là khó, thì nó nằm trên cộng dây điện dưới này nó có ba cộng dây tay. Bên này thì tầm nó mé bớt cái cây xanh này các bạn. Nhánh bìa luôn đó Tâm. Được rồi, cây đó qua đó. Sao anh đứng đó anh cơ luôn anh ta. Thôi giật trên đây hả? Giật cái nhánh luôn hả? Đi lên phương anh buộc cái nhánh đó luôn mà. Anh xuống anh bấm cái này cho nó rớt qua đây luôn. Thế vậy này hả? Thôi vậy kéo hơi nó qua đây là qua. Anh bảo miệng ngay cái cổ tay nữa, chỗ cái anh bám đó. Lỗ lắm nha bạn. Qua vậy này là dễ rồi. Vậy là xong hết nha mày. Anh không có cái đồ buộc máy cho nên anh buộc anh hạt thả máy xuống. Cái này tầm như tư bằng nát thì mấy nhánh nhỏ nhỏ này dễ gì cho nó kéo ra dễ nhưng mà nó không có bầm nữa nha. Là vậy mình xin kết thúc video đây nha. Hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn nha. Ồ, anh Phương anh xuống cái này dễ mà gần như thang.
Khách trên là ổng ngó đi cái ghe xuống luôn rồi. Thank you.